Xin chào mọi người, trở lại những cái video về tử vi cũng như vận hạn của các tuổi ở trong năm Tân Sửu năm 2021. Khởi đầu của cái vận hạn 6 tháng của năm Tân Sửu năm 2021, mình sẽ chọn những cái tuổi mà bị nhiều cái khó khăn ở trong cuộc sống, ví dụ như bị trực thái tuế, sinh thái tuế và những tuổi có sao hạn không tốt, để mà chia sẻ giúp cho mọi người có cái một chút cái thông tin dự đoán trước những cái khó khăn hoặc là những cái thuận lợi để mà các anh các chị ứng dụng vào cái vận trình của bản thân mình trong cái năm 6 tháng còn lại của năm Tân Sửu. Thì video này thì mình sẽ chia sẻ cho những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Một trong những cái tuổi sẽ phải chịu tam tai năm nặng, trực thái tuế, sao hạn không tốt đối với nam, với nữ thì cũng còn đỡ đi, đúng không? Thì cái năm này người ta nói hạn 49 là rất dễ bị suy yếu về bổn mạng, đặc biệt với cái năm Tân Sửu năm 2021, một cái năm tiếp tục là bị dịch Covid-19, Covid-19 đang gọi là hoành hành rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ phải tổng hợp sơ lại cái sao hạn vận niên đối với cái người Quý Sửu, cả nam lẫn nữ mạng, sau đó mình sẽ ứng vào cái từng tháng một dựa trên những cái kiến thức tử vi mình thu thập và chia sẻ đến với mọi người. Đầu tiên thì nam mạng của Quý Sửu thì có cái hung tinh Thái Bạch, một cái hao tinh. Đây là một cái hao tinh không phải chỉ có quét sạch cửa nhà về cái vật tiền bạc đâu, hao tinh này nó còn có ảnh hưởng tới bổn mạng và sức khỏe khi bị suy hao rất là nhiều. Cho nên là đàn ông mà vào hạn 49 thì nguy hiểm hơn là đàn bà vào 49. Vì sao? Vì người Quý Sửu nữ mạng thì lại có cái sao Thái Âm, một trong những cái phúc tinh đem lại may mắn, phúc lộc tốt. Cho nên có thể nói là dù rơi vào năm tam tai năm nặng hoặc là bị trực thái tuế trực chiếu, nhưng mà cái sự xui rủi cả nam lẫn nữ là nó khác nhau do cái sao chủ của năm nữa. Hạn của năm đối với nam là hạn toán tập, là gặp nhiều trở ngại va vấp trong công việc cũng như cuộc sống. Còn hạn của nữ là hạn hình tiền, chủ về cái hạn về sức khỏe, đề phòng bệnh nặng. Như vậy thì đối với nam thì gặp trở ngại va vấp ở trong cuộc sống, nhưng mà đối với nữ thì cẩn thận về dịch bệnh, cẩn thận về bệnh nặng của mình. Vận niên của năm thì cả hai là vận niên long đắc vũ. Tuy nhiên là long đắc vũ của nam kết hợp với lại cái hao tinh Thái Bạch thì dễ là cái việc thuận lợi khởi động, thuận lợi mọi thứ, nhưng mà cuối cùng nếu mà ở trong công việc làm cho người khác hưởng, chứ còn mình không có hưởng được hết cái vận niên này. Tuy nhiên với nữ, khi mà long đắc vũ kết hợp với Thái Âm thì sẽ có nhiều cái sự may mắn, có tiền tài, dù rằng đây là năm 49 tuổi. Đây là cái sự khác biệt giữa cái hạn 49 tuổi của nam và 49 tuổi của nữ. Thường thì nữ 49 tuổi thì vẫn về bệnh nạn nhiều hơn là công việc làm ăn và sức khỏe, quên công việc làm ăn và cái tài vận. Tuy nhiên nam thì có hao tinh thì tài vận xấu, nhưng ngược lại thì sức khỏe nó đỡ đần hơn. Tuy nhiên mình nên nhớ rằng có trực thái tuế và tam tai năm nặng thì đề phòng tất cả mọi thứ thì vẫn tốt hơn. Tuy nhiên để mình thấy được rằng đưa ra sao hạn như thế này để thấy rằng là cũng có cái tốt ở trong cái xấu ha. Tháng đầu tiên của cái vận hạn 6 tháng cuối năm chính là tháng Bính Thân, một tháng hỏa. Như vậy thì không tốt đẹp lắm cho một cái người mệnh mộc Quý Sửu của các anh các chị. Vì sao? Khi đó mộc sinh hỏa, bản mệnh thì sinh xuất sức khỏe bổn mạng không được tốt, phúc tinh và tài tinh vì thế sẽ suy yếu. Thiên can á, cái trụ mà xét về công việc á, chữ Quý và chữ Bính á, thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Cho nên có thể nói tháng 7 đối với cái người cả nam lẫn nữ mạng thì công việc không phải là vấn đề chính, khi không có cái xung khắc, không có cái quá gì lo lắng. Và về phần gia đạo, tình cảm, các mối quan hệ cũng không có gì là lớn lao, khi tháng thân gặp sửu là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy ok, tạm thời là tốt đi ha. Chỉ có bổn mạng là bị suy yếu,
cẩn trọng một tí xíu đối với những người nữ mạng khi gặp hạn huỳnh tiền. Tháng 7 còn gọi là tháng cô hồn đối với những người Phật giáo. Tuy nhiên là trong phong thủy và tử vi thì có trước Phật giáo rất lâu, cho nên là đối với mình là tháng 7 chỉ là tháng thí dụ như năm nay là tháng Bính Thân thôi chứ không phải là tháng cô hồn. Còn những người theo Phật giáo thì là đây là tháng cô hồn, tháng xá tội vong nhân, tháng có vu lan báo hiếu. Người phương Đông của chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam thì cái đạo hiếu rất là tôn trọng, rất là quan trọng trong cái sự hình thành phát triển của nhân cách. Cho nên là Phật giáo có một cái phần nói về đạo hiếu như thế này là rất dễ đi vào lòng người Việt Nam, cho nên là phần đông người Việt Nam sẽ đi theo cái đạo này. Tiếp tục là tháng 8 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng 8 của năm Tân Sửu là tháng Đinh Dậu. Tháng này là tháng Trung Thu. Tháng này tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy xét về bổn mạng thì sao? Mộc của các anh các chị vẫn là sinh hỏa. Bản mệnh sinh xuất, bổn mạng sức khỏe không được tốt. Khi phúc tinh và tài tinh cũng sẽ suy yếu theo cái bổn mạng được sinh xuất này. Thiên can của tháng này thì rất là không tốt. Khi chữ quý của các anh các chị sẽ khắc chữ đinh của tháng. Thiên can khắc tháng, công việc xảy ra nhiều điều không tốt đẹp, dễ có cái sự bị người khác đâm chọc ở trong công việc, tuy họ không làm gì được kết cục nhưng mà họ vẫn đem lại cái sự khó khăn buồn phiền bực bội cho bản thân mình nếu làm việc trong cơ quan hành sự. Đặc biệt tháng này đối với nam thì tránh nhiều cái thị phi một chút sẽ vẫn tốt hơn. Địa chi, tháng thì tháng Dậu, mình tuổi Sửu như vậy là thuộc nhóm tam hợp tỵ Dậu Sửu, là dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo tình cảm mà còn cho cả công việc. Hy vọng với cái tam hợp của tháng sẽ phần nào khắc chế đi cái chuyện chữ quý nó khắc chữ đinh. Dù sao là chúng ta khắc công việc chứ không phải là công việc khắc chúng ta, cho nên là các anh các chị sẽ phải để ý. Tháng này thì nặng nề cho những người nam nhiều hơn là người nữ. Cho nên là các anh nhớ cẩn thận, chữ đinh này nguy hiểm lắm. Cẩn thận, đặc biệt là các anh làm ở trong môi trường quan vận, coi chừng bị người ta ném đá sau lưng ha. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng 9 là tháng Mậu Tuất. Mậu Tuất thì là thuộc mộc. Như vậy xét về trụ mạng là mộc đồng hành với lại bản mệnh. Tháng đồng hành với bản mệnh cho nên là bổn mạng sức khỏe không có vấn đề, không phải lo nghĩ ở trong tháng này. Thiên can thì tốt đẹp lắm, khi chữ Mậu của tháng tương sinh, Mậu với chữ quý là thiên can thuộc ngũ hợp. Đây là tháng thuận thành về công việc, nhiều hanh thông, thậm chí là có tài lộc. Địa chi là sao? Tuất Sửu thì nằm trong bộ tứ hành xung, thìn Tuất Sửu Mùi, nằm trong bộ tứ hành xung này. Và Tuất Sửu là sát nhau ở trong bộ tứ hành xung, cho nên là cẩn thận gia đạo tình cảm, xảy ra những va chạm, đặc biệt là quan hệ xã hội trong công việc làm ăn, cẩn trọng coi chừng bị người khác lừa. Tháng này mà thằng nào dù là được chữ Mậu hoặc chữ quý, thằng nào là hay mượn tiền xin sai bay ha, khi mà có cái thiên can như thế này là dễ bị người khác gạt, cẩn trọng. Rồi tiếp tục là tháng 10. Tháng 10 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Kỷ Hợi. Tháng Kỷ Hợi tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy xét về bổn mạng thì người quý Sửu cả nam lẫn nữ sẽ không quá lo lắng. Nữ thì hơi lo một chút xíu khi có hạn hình tiền thì cái sao thái âm nó mất chí khí ở trong cái tháng 10, cho nên là phải để ý một chút xíu thôi. Còn cái sao mà thái dương á, cái sao mà thái bạch á thì thường nó sẽ phát huy tác dụng mạnh nhất vào tháng 6 và tháng 9. Cho nên là hồi nãy mình nói tại sao mà nói ở trong tháng 9 là mình nói là người nam cần để ý một chút xíu, dù là được chữ Mậu hoặc quý nha. Thì tháng 10 là cái tháng cái sao thái âm nó bị suy yếu. Như vậy thì tháng này người nữ của quý Sửu cần phải để ý trong chuyện tài lộc, coi chừng bị suy hao. Thiên can của tháng 10 là quý Kỷ. Thiên can của các anh các chị là quý, thì vì sao? Vì Kỷ nó khắc quý. Tháng khắc thiên can,
công việc cẩn trọng lâm vào bế tắc, dễ đáo tụng đình vướng pháp lực đối với nam, còn nữ thì coi chừng si hao ở tài lộc. Địa chi hợi sửu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau, như vậy ok, không vấn đề quá nặng nề ở trong cái việc gia đạo tình cảm. Tuy nhiên tháng này là tháng phải cực kỳ để ý ở công việc. Khi mà tháng khắc thiên can á, thì dễ lâm vào cái chuyện mà không tốt đẹp ở trong công việc. Với cái sao thái bạch của các anh nam thì khỏi nói rồi, phải đề phòng nhiều nhất là ở trong tháng này, trong cái vận hạn 6 tháng cuối năm. Còn đối với nữ thì cái sao thái âm, một cái phúc tinh, thì tháng này nó không có tác dụng, nó dễ xảy ra cái việc xấu, đang tốt nó mất tác dụng thì coi như cũng như là xấu, đúng không? Rồi tiếp tục là tháng 11 của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng 11 của năm Tân Sửu là gì? Là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý thì thuộc thổ, như vậy xét về trụ mạng khi mộc khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe gặp không tốt, cẩn trọng bổ mạng và sức khỏe một tí xíu, coi chừng những cái bệnh nạn nhẹ, chủ yếu là đối với nữ khi mà có cái hạn hình tiền ở trong bổ mệnh thì cần phải để ý cái nạn từ ở đây đổ xuống ha, chứ không phải từ đây đổ lên ha, đặc biệt là khu dưới dưới thắt lưng coi cẩn trọng. Thiên can canh quý không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành của canh là kim, quý là thủy, như vậy là sao? Nạp âm ngũ hành là tương sinh, cho nên có thể tháng này là tháng có tài lộc nhưng không quá lớn, đừng có mong cầu gì nhiều. Địa chi thì tháng này là cực kỳ tốt đẹp khi Tý Sửu là thuộc nhóm địa chi lục hợp, dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo tình cảm mà còn cho những cái công việc, cái mối quan hệ trong xã hội. Như vậy tháng này ngoài cái bổn mệnh phải cần chú ý thì cả các anh lẫn các chị thì có khá nhiều cái sự tích cực. Có lục hợp này nó phần nào cứu giãn cho cái thiên can, vừa có nạp âm ngũ hành là tương sinh nữa, thì chắc là tháng này dễ có tiền, có nhiều cái sự thuận thành ở trong công việc làm ăn cũng như các mối quan hệ và gia đạo tình cảm. Rồi tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021, tháng Tân Sửu, tháng Tân Sửu của năm Tân Sửu, mà Tân Sửu thì chắc chắn là thổ rồi, như vậy cũng không khác gì tháng 11, khi gì sao bản mệnh là mộc của các anh các chị khắc thổ của tháng, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổn mạng không tốt, đề phòng những cái tai nạn bệnh nạn nhẹ. Thiên can tân quý thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Như vậy cũng khá giống với tháng 11, khi tân canh thì thuộc kim, quý thì thuộc thủy, như vậy là sao? Tương sinh về cái bổn mạng, nạp âm ngũ hành của thiên can, tài lộc dễ có, tuy nhiên không quá lớn, đừng có mong cầu. Tháng này thì không tốt đẹp về phần địa chi giống như tháng 11, khi sao? Tháng Sửu gặp năm Sửu của mình, tuổi Sửu gặp tháng năm sinh tháng tuổi, mọi thứ ở trong này, tháng này là tháng rất dễ xảy ra những điều không tốt đẹp trong gia đạo tình cảm. Đặc biệt là đối với các anh nam, mình đã phân tích có cả tam môn chi mệnh, cho nên tháng này rất dễ có gia đạo, dễ có tan chế ở trong gia đình, các chị cũng không phải là ngoại lệ, cho nên là cẩn trọng vẫn là tốt nhất. Như vậy thì mình đã tổng hợp và chia sẻ với các anh các chị tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 những cái điều sẽ xảy ra dựa vào những kiến thức tử vi mình thu thập được và chia sẻ. Hy vọng rằng nó là một cái hành trang nhỏ giúp các anh các chị biết trước mình xui hay hên và nên cương hay nhu trong phần còn lại của năm Tân Sửu. Một cái năm mà các anh các chị dưới cả tam tai, sao nam thì sao xấu, nữ thì bị trực thái tuế, mọi điều sẽ không có nhiều cái thuận lợi. Cho nên là các anh các chị thì mình cực kỳ cẩn thận và đưa ra những cái quyết định mang tính gói ghém lại, nín thở qua xong cái giai đoạn này. Sau đó thì các anh các chị sẽ có nhiều cái năm liên tiếp. Sau năm 49 tuổi thì thường các anh các chị có nhiều năm liên tiếp thoải mái, mãi đến năm 55 mới rơi vào cái
vận trình không tốt đẹp nữa, cho nên là thôi nhịn một năm để mà năm tới mình có nhiều cái sự thành công hơn. Hy vọng là các anh các chị ứng dụng nó một cách tốt đẹp. Các anh các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên này để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị hoặc là người thân của mình để mà ứng dụng vào cuộc sống. Rất vui và hẹn gặp lại các anh các chị ở những video tiếp theo. Bye bye.